chào mọi người nha, lại là em Kim đứng đây. Thì hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cập nhật giá xe mới nhất của dòng xe Honda Future đang được giảm giá rất là mạnh luôn. Giảm giá thời điểm trước đó dao động vào giá từ 45 đến 50 triệu một em, nhưng thời điểm hiện tại chỉ còn có hơn 30 triệu một em thôi, giảm giá 10 15 triệu đồng một em xe Future. Và dòng xe này thì như mọi người cũng đã biết là ba chùm luôn. Thứ nhất là về chùm lợi xăng, thứ hai là chùm độ bền, thứ ba là chùm giá rẻ luôn mọi người. Về đối với dòng xe số, thiết kế mẫu mã lại vô cùng là đẹp luôn. Một em xe Future thì tại cửa hàng là có hai phiên bản luôn, thứ nhất là bánh căm, thứ hai là bánh mâm. Như trong video tuần trước Lý có quay cho mọi người á, thì Future có rất là nhiều em đúng không mọi người, nhưng hiện tại chỉ còn có ba em thôi. Thì mọi người tuy là giá xe rất là giảm nhưng mà số lượng lại vô cùng là ít, nên là các bạn thích xe nào rồi á thì liên hệ trực tiếp qua em Luyến để sở hữu ngay về một em ha, trước khi hàng hết ha. Thì đối với lại Future bánh căm thì hiện tại cửa hàng còn đầy đủ các màu, như là màu đen nhám này, màu xanh đỏ, xanh bóng, màu đỏ, đỏ bóng cũng có, màu bánh căm luôn. Bánh căm hiện tại cửa hàng chỉ bán với giá là 32.900 thôi ha, 32.900 một em bánh căm. Và bánh mâm thì đầy đủ các màu luôn, màu trắng này, màu đỏ, đầy đủ các màu luôn ha, màu đen, màu xanh. Thì một em bánh mâm thì hiện tại cửa hàng chỉ bán với giá là 35.500 thôi ha, 35.500 với một em bánh mâm, và 32.900 đối với em bánh căm ha. Thì như mọi người đã biết á, dòng xe ngoài những em bánh mâm ra thì có một phiên bản nữa là màu trắng. Màu này thì có vẻ như là mọi người chắc hẳn ai cũng biết rồi, một phiên bản chỉ có năm 2022 mới có thôi, và hết hàng hơn 4 tháng thì nay cửa hàng mới về lại, rất là hiếm hàng luôn. Một em xe này cũng chỉ có giá là 35.500 thôi, và hỗ trợ không cần trả trước luôn nha, chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Mua xe không trả trước, khi liên hệ qua em Luyến còn được hỗ trợ lên tới 1 triệu đồng tiền xăng xe nữa. Thì liên hệ qua em có số điện thoại hoặc là Zalo là 0905299064, thì số điện thoại này khi em Luyến có sử dụng Zalo chính chủ luôn ha. Mọi người muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp qua em Luyến, không chỉ riêng về dòng xe Honda Future Luyến đang quay đây, mà đối với tất cả các dòng xe trong cửa hàng luôn. Tất cả mọi người thích mua dòng xe nào cũng được hết, chỉ cần liên hệ qua em Luyến hoặc là tới cửa hàng đọc ngay mật mã có liên hệ trước với em Luyến là sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền xăng xe đối với dòng xe số ha. Không chỉ riêng về xe Future mà đối với dòng xe số như Zirup này, Quay Alpha đều được hỗ trợ 1 triệu đồng ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.